Theo Sở Giao thông Vận tải, kể từ 7 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2021, các phương tiện sẽ được lưu thông bình thường qua cầu Thái Hòa trên tuyến đường Trưng Nữ Vương sau 3 tháng thi công xây mới. Công trình xây dựng mới cầu Thái Hòa được khởi công xây dựng từ ngày 4 tháng 10 năm 2020. Cầu có chiều dài 60 m, rộng 16 m, quy mô 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, lề dành cho người đi bộ và lan can dầm cầu làm bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Tổng kinh phí xây dựng hơn 43,6 tỷ đồng. Cầu xây mới nhằm thay thế cho cầu Thái Hòa cũ được xây dựng từ trước năm 1975 đã xuống cấp, tải trọng hạn chế, mặt cầu hẹp. Hiện tại vẫn còn một số hạng mục như chiếu sáng, tường chắn đang được đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện. Do đó, các phương tiện lưu thông tạm thời hạn chế tốc độ khi qua cầu để đảm bảo an toàn giao thông.